อาริดาฟัด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 Ari Đà Phật. Không có một buổi sáng nào mà tôi không đi ra đây niệm Phật phù hộ cho gia đình và tất cả của tất cả mọi người. A Di Đà Phật phù hộ cho gia đình của tôi, phù hộ cho gia đình của con và phù hộ cho cả thế giới qua được cái bệnh chu tạo dần 20 này, để mọi người được bình an, khỏe mạnh, tràn đầy. Con xin lại tất cả các thần linh của mặt trời linh thiêng. Con xin lại tất cả các thần linh của mặt trời linh thiêng. Con xin lại tất cả các thần linh của mặt trời linh thiêng. Con xin lại tất cả các thần linh của không gian bao la linh thiêng. Con xin lại tất cả các thần linh của không gian bao la linh thiêng. Con xin lại tất cả các thần linh của không gian bao la linh thiêng. Con xin lại tất cả các thần linh của trái đất linh thiêng. Con xin lại tất cả các thần linh của trái đất linh thiêng. Con xin lại tất cả các thần linh của trái đất linh thiêng phù hộ cho gia đình của con được khỏe mạnh bình an, bản thân con cũng được khỏe mạnh bình an, và mọi người trong thế giới này cũng được bình an như nhau, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.